Nếu các anh chưa chuẩn bị, chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình lâu nha. Kiều Anh đâu rồi? Kiều Anh đâu rồi? Kiều Anh mất rồi. Bây giờ chúng ta chơi hôn tiếp nha. Hôn tiếp nha. Rồi hôn tiếp. Chào thầy. Hả? Lấy nè, chim mì ăn ngon nè. Mọi người. Như phần mà đi máy vô thưởng thức lâu lâu vui không? Ăn cơm. Bò, vui cơm. Ăn no chưa? Chưa ăn no. Chưa ăn no. Chưa ăn no. Chưa ăn no. Chưa ăn. Đang bưng đi vòng vòng, chưa ăn. Chuẩn bị đột pháo và mùa lân xin cho 5 phút để bên cầu linh họ chuẩn bị tiền lẻ cho Lâm nha. Dũng mày đỡ tao nè, mấy bậy tao mấy bậy đó. Hồi xưa chị mang mùa lân. Ôi chưa có luôn đèn rồi. Đi qua đây. Vậy thì chương trình lưu tôn vẫn tiếp tục. Chúng ta hãy trở lại với chương trình lưu tôn trong 5 phút nha. Ê, bữa nay không có ra ho hả? Không ra ho hả? Chừng nào ra? Cái gì? Ra ho à? Chừng nay có văn nghệ ngoại hả? Tiếp tục chương trình lưu tôn. Sẽ có được đúng trong giây lát thôi.